Thưa quý vị và các bạn, cuộc tổng tiến công và nổi dậy diễn ra trong bối cảnh quân Mỹ Ngụy và các nước đồng minh của chúng tham chiến với một lực lượng quân sự lớn lên tới trên 1 triệu quân, có vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, được phòng thủ vô cùng vững chắc. Trong lịch sử chiến tranh thế giới cũng như lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, chưa bao giờ có cuộc tiến công đồng loạt, đều khắp và rộng lớn như Mậu Thân năm 1968. Tết Mậu Thân năm 1968 với hiệu lực chiến đấu cộng hưởng lớn lao chưa từng có đã làm rung chuyển cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Cũng chính vì vậy, nó gây chấn động dữ dội trong dư luận không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Sự chấn động ấy được thể hiện qua sự chứng kiến của một số người Mỹ, người nước ngoài và qua sách báo xuất bản lúc đó và cả sau này. Đêm 30 tháng 1 năm 1968, trong tiếng pháo giao thừa đón năm mới Mậu Thân, tiếng súng đã nổ đồng loạt tại hơn 100 trung tâm chính trị, kinh tế của chính quyền Sài Gòn. Hầu như tất cả các trụ sở cơ quan đầu não chính trị, căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy của Mỹ đều bị tấn công bất ngờ. Dinh Tổng thống, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân đã bị các đơn vị đặc công vây hãm. Sân bay Tân Sơn Nhất, Lầu Năm Góc ở Đông Nam Á, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại Sài Gòn bị pháo kích. Ngày 1 tháng 2 năm 1968, hình ảnh tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn bị tấn công được đăng trên trang nhất tờ New York Times đã làm bàng hoàng cả nước Mỹ. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, chưa bao giờ người Mỹ lại được nhìn hình ảnh của chiến tranh gần và nóng bỏng đến như vậy. Ngày 27 tháng 2 năm 1968, khi tướng Eagle Wheeler, tham mưu trưởng liên quân trở về sau chuyến thị sát ở miền Nam với bản đề nghị tăng thêm 206.756 quân, thì dưới con mắt của nhiều người, đây là bằng chứng rõ nhất về sự phá sản của chiến lược quân sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Phóng viên nổi tiếng lúc bấy giờ là Walter Cronkite đã nói với khán giả: "Chúng ta đã bị thất vọng nhiều lần bởi sự lạc quan của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, bởi vì lúc này hơn lúc nào hết, người ta càng thấy rõ rằng kinh nghiệm ở Việt Nam chỉ đưa đến tình trạng bế tắc." Bộ trưởng Quốc phòng McNamara từ trước ngày 29 tháng 2 năm 1968, người thay thế là Clark Clifford, cũng là người đầu tiên trong nhóm cố vấn của Johnson tin rằng cuộc chiến ở Việt Nam như một cái thùng không đáy và dù Mỹ có gửi bao nhiêu quân sang đó, đối phương vẫn có thể đáp trả. Ngày 26 tháng 3 năm 1968, nhóm cố vấn cấp cao cũng đưa ra lời cảnh báo Mỹ không còn có thể làm được cái công việc mà Mỹ đã khởi sự 3 năm trước đây và Mỹ buộc phải bắt đầu có biện pháp rút lui. Sự thay đổi quan điểm của hầu hết những người am hiểu cuộc chiến tranh sau chiến dịch Tết Mậu Thân đã làm Johnson dao động một cách sâu sắc. Đây là đòn cân não cuối cùng khiến ông ta đi đến quyết định quan trọng ngày 31 tháng 3 năm 1968. Johnson tuyên bố trên truyền hình, chấm dứt thời kỳ Mỹ cam kết tăng cường đưa quân vào cuộc chiến trên bộ ở Việt Nam, ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra, sẵn sàng đàm phán với Hà Nội. Cuối cùng Johnson tuyên bố sẽ không ra ứng cử và không chấp nhận đề cử của đảng tôi làm ứng cử viên thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa. Đối với nhiều người Mỹ, như vậy là phe diều hâu đã chết. Đây cũng là dấu chấm hết cho chiến lược chiến tranh cục bộ với chiến thuật tìm và diệt của quân Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Hậu quả mà Mỹ phải đón nhận sau đòn tiến công Tết Mậu Thân là không thể đong đếm được bằng các con số hay lập luận thắng bại trong chiến tranh theo cách nghĩ của các chuyên gia quân sự phương Tây. Theo Bộ trưởng Clifford, chiến dịch Mậu Thân đã làm phương hại chính quyền Johnson ở những nơi nó cần đến sự ủng hộ, nhất là quốc hội và công chúng Mỹ. Kết thúc chiến dịch, người Mỹ đã bị chia rẽ và bắt đầu một cuộc chiến khác ngay trong lòng nước Mỹ, cuộc chiến phản đối chiến tranh và đòi đưa con em họ trở về. Nhà phân tích Don Oberdorfer đã cho rằng những người Cộng sản Việt Nam bằng cuộc tấn công bất ngờ Tết Mậu Thân 1968 đã đạt được mục đích lớn nhất của mình, bẻ gãy ý chí duy trì chiến tranh của giới lãnh đạo Mỹ để đẩy hoàn toàn quân Mỹ ra khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam. Giới lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 đã đặt họ trước một bước rẽ trên đường đi và các giải pháp để lựa chọn đã phơi bày trong một thực tế tàn nhẫn. Các nhà hoạch định chiến lược của Mỹ thì nhìn thấy rằng chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 như một tảng băng mà ở đó các hoạt động quân sự của đối phương chỉ là phần nổi. Phần chìm của tảng băng đó chính là ý chí quyết tâm chống xâm lược của nhân dân Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Còn tướng Maxwell Taylor, cựu đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, sau về làm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Johnson,
trong hồi ký Thanh Gươm và Lưỡi Cày xuất bản tại New York năm 1972 đã thừa nhận. Ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân địch ý chỉ quân giải phóng, tiến công và chỉ trong vòng 2 ngày họ đã tiến vào 5 đô thị lớn, 39 tỉnh lỵ và nhiều thành phố. Nhưng trận tiến công của họ đã được báo chí Mỹ tường thuật dưới dạng những hàng tít lớn được chiếu trên các màn ảnh vô tuyến truyền hình và đã làm cho phần lớn dân chúng Mỹ và một số quan chức kinh hoàng. Sự hoàn hồn đó mãi mãi không bao giờ được khôi phục lại hoàn toàn. Tướng Westmoreland, nguyên tư lệnh Bộ Chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã viết cuốn sách Một quân nhân tường trình xuất bản ở New York năm 1976. Việt Cộng đã đưa chiến tranh đến các thành phố, các đô thị, đã gây thương vong thiệt hại vào nền kinh tế bị phá hoại. Các trung tâm huấn luyện bị đóng cửa. Nói theo quan điểm thực tế thì chúng ta, tức là Mỹ, phải công nhận đối phương đã giáng cho chính phủ Nam Việt Nam một cú đấm nặng nề. Westmoreland còn nhận xét một cách bi quan rằng chiến tranh đã trở thành một vấn đề chính trị với triển vọng địch, tức là quân giải phóng, có thể thắng ở Washington như họ đã thắng ở Geneva năm 1954. Ý chí của các chính khách Mỹ đang suy giảm. Cựu Tổng thống Mỹ Eisenhower đã phải than thở. Chưa bao giờ gặp phải tình trạng đáng buồn như tình cảnh hiện nay của nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc về chiến tranh. Còn đương kim Tổng thống Johnson lúc bấy giờ cũng tỏ ra chán nản, dao động sâu sắc. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 3 năm 1968, ông ta đã triệu tập một cuộc họp những nhân vật am hiểu tình hình nhất. Phiên họp kéo dài với những thành viên hội nghị gồm những người nắm những địa vị then chốt trong chính phủ Mỹ. Johnson đã hỏi quan điểm từng người một và cuối cùng Tổng thống quyết định rời khỏi sân khấu chính trị với hy vọng thống nhất lại một quốc gia đang bị chia rẽ ngay trong những người thân cận nhất của Tổng thống. Sau đó Nixon đã gặp Nguyễn Văn Thiệu tại đảo Midway để bàn về việc Mỹ sẽ rút quân khỏi Việt Nam. Henry Kissinger, Ngoại trưởng Mỹ đã nhận xét, việc Tổng thống chúng ta chỉ có thể gặp người lãnh đạo một nước mà hơn 30.000 người Mỹ đã chết vì nó trên một hòn đảo hưu quạnh trong một khung cảnh đẹp trời của Thái Bình Dương, chứng minh tình hình rối như tơ vò mà chiến tranh Việt Nam đã dìm xã hội chúng ta vào. Đó là lời các nhân vật chóp bu trong giới cầm quyền của Mỹ. Còn báo chí Mỹ thì sao? Tờ tin tức Hoa Thị Đốn, ngày 31 tháng 1 năm 1968 đã viết, các cuộc tấn công ồ ạt táo bạo của Cộng sản ngày 31 tháng 1 vào Sài Gòn, 8 tỉnh lỵ và 30 thị trấn nhỏ hơn là một điều đáng kinh ngạc. Cảnh sát quân sự Mỹ đã phải đổ bộ bằng máy bay lên thẳng xuống nóc nhà sứ quán Mỹ ở Sài Gòn trong khói đạn để giành lại ngôi nhà được coi là chống du kích nhưng lại bị Cộng sản chiếm trong 6 giờ liền. Chỉ riêng cảnh tượng đó cũng đủ để buộc chính phủ Johnson dẹp đi, coi như là không có giá trị những nhận định lạc quan của mình. Thời báo New York, tờ báo lớn nhất của Mỹ số ra ngày 1 tháng 2 năm 1968 bình luận, cuộc tiến công của đối phương đột nhập cả Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn cho thấy thêm những bằng chứng đau xót về sức mạnh có hạn của Mỹ ở châu Á. Bằng chứng cuộc tiến công táo bạo vào những thành phố chính ở miền Nam Việt Nam và bằng sự tập trung quân ở Khe Sanh, Cộng sản đã làm tiêu tan niềm lạc quan, bao trùm lên Hoa Thị Đốn và Sài Gòn trong mấy tháng qua. Điều này khiến giới lãnh đạo Washington kinh hoàng vì khi cuộc tiến công Tết Mậu Thân vừa xảy ra, nhiều nhà hoạt động chính trị Mỹ đã ý thức được ngay rằng cuộc tiến công Tết Mậu Thân chứng tỏ Mỹ hoàn toàn không kiểm soát được gì đất nước này. Không chỉ báo chí Mỹ, các báo phương Tây và các nước trên thế giới ở góc độ này hay khác đều đưa tin và bình luận về sự kiện lịch sử này. Hãng thông tấn Reuters của Anh ngày 3 tháng 2 năm 1968 đã nói, quy mô và tính chất ác liệt của các trận tấn công phối hợp ở Sài Gòn và ở các trung tâm chủ chốt khác tại Nam Việt Nam làm cho Mỹ và các nước đồng minh rất đỗi ngạc nhiên. Kế đó, ngày 5 tháng 2 năm 1968, hãng này thống kê Mỹ có đến nửa triệu quân ở Nam Việt Nam, đã mất 13 năm và đã tiêu tốn mỗi ngày 60 triệu đô la mà vẫn không bảo vệ được một tấc đất vuông nào ở miền Nam Việt Nam. Và gây được sự quan tâm hơn cả là bài báo dài đăng trên tờ The Spiegel của Cộng hòa Liên bang Đức. Điều đáng chú ý là bài báo được đăng ngay sau những ngày Tết Mậu Thân 1968. Sau đây là trích lược. Không nơi nào là an toàn trước Việt Cộng. Trận tiến công bắt đầu trên nghĩa trang. Vũ khí xuất hiện từ trong những ngôi mộ. Một trận dịch kỳ bí dường như đang lây lan trong thủ đô Sài Gòn của Nam Việt Nam trong những ngày cuối cùng của năm Mùi Phật giáo. Đám tang đi xuyên qua thành phố lớn này nhiều hơn là bình thường. Người Việt thương tiếc đặt quan tài nhiều hơn là bình thường.
nhưng cái được cho là sự thương tiếc ấy lại là lòng căm thù trong các quan tài không có xác chết. Khi Sài Gòn chào năm mới Mậu Thân với pháo hoa trong đêm rạng sáng thứ ba trước nữa, có những bóng người đầy bí mật mở mộ cũng như quan tài ra và lẻn đi với những gì ở trong đó, với súng máy được tra dầu tốt và đạn dược. Cả những ngôi chùa và nhà tư nhân cũng là kho vũ khí, như chùa Ấn Quang trong khu chợ lớn của người Hoa, như căn nhà số 266 trên đường Trần Quý Cáp. Chỉ cách bản doanh của người lính Mỹ cao cấp nhất ở Việt Nam, tướng William Westmoreland, một vài khu phố. Vũ khí vừa được phân chia ra thì cơn bão đỏ đã bắt đầu. 50.000 Việt Cộng tiến công vào 30 trong số 44 tỉnh lỵ, chiếm cơ quan nhà nước và nhà máy, cố thủ trong khách sạn và sân sau. Họ treo lá cờ đỏ xanh của cuộc cách mạng lên đại nội của thành phố Huế cổ xưa. Họ tiến công vào các thành phố được cho là tuyệt đối an toàn và khiến cho Sài Gòn trở thành thành phố nguy hiểm nhất của đất nước bị chia cắt này. Tôi tin rằng Hà Nội còn an toàn hơn cả Sài Gòn trong tuần này, một người Canada từ Ủy ban Kiểm soát Quốc tế cho Đông Dương nói. Trong đêm đó, 19 người Việt Cộng đã bắn vỡ bức tường bảo vệ tòa nhà giống như một pháo đài của Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Mãi sau 6 giờ đồng hồ chiến đấu, người Mỹ mới chiếm lại được khu đất đó. Việt Cộng trong những chiếc xe limousine Toyota của Nhật đã chạy đến trước Radio Sài Gòn và chiếm lấy đài phát thanh này. Hỏa tiễn rơi xuống sân bay. Không nơi nào là an toàn trước Việt Cộng. Họ bắt buộc tướng Westmoreland phải tìm nơi nương náu trong một công sự không có cửa sổ. Họ đẩy đại sứ Mỹ Edward Bunker đến một nơi ẩn nấp ở ngoại ô. Họ khiến cho Việt Nam trở thành chiến trường cho 350.000 người lính trong số hơn 500.000 lính Mỹ ở Việt Nam, những người mà cho tới nay đã sống ở hậu phương cách xa tiếng súng bắn. Trong một tuần duy nhất, có 416 lính Mỹ tử trận. Nước Mỹ chưa từng bao giờ bị tổn thất nhiều như thế trong vòng 7 ngày. Trong tuần lễ của những sự ngạc nhiên này, dường như Việt Nam đã chìm vào trong máu và tro và nước Mỹ đã bị đẩy đến bờ vực của chiến bại. Tuy là Việt Cộng không thể đuổi nửa triệu lính Mỹ được trang bị tốt nhất ra khỏi đất liền của miền Viễn Ấn, và có lẽ họ cũng không chờ đợi việc này. Việc mà những người Cộng sản Việt Nam dự tính nhiều hơn là giới chính khách Mỹ sẽ hoài nghi các tướng lĩnh quá lạc quan của nước Mỹ và dân chúng Mỹ sẽ thúc giục Tổng thống của họ chấm dứt cuộc phiêu lưu không có triển vọng ở Việt Nam. Người Mỹ đã không chuẩn bị trước cho một cuộc tập kích ở cường độ này. Tuy là hai tuần trước cơn bão đỏ, tướng William Westmoreland đã thông báo trước cho các viên chỉ huy của ông ấy một cuộc tổng tiến công lớn của Việt Cộng và người Bắc Việt trước, trong hay ngay sau Tết. Nhưng khi thiếu tướng Frederick Wayne, sếp của lực lượng Mỹ trong 11 tỉnh quanh thủ đô, tập hợp lực lượng của ông ấy lại sau cuộc tiến công đầu tiên của Việt Cộng, ông ấy chỉ có được gần 300 lính. Những người khác cũng như phần lớn người miền Nam Việt Nam đang nghỉ phép năm mới. Trong lúc đó, tướng lính Mỹ ở Việt Nam đang nhìn chừng chừng lên phương Bắc, nơi những người anh em đỏ của Việt Cộng đang chuẩn bị cho trận đánh lớn. 40.000 người lính Bắc Việt trong những bộ quân phục màu xanh ô liu đe dọa căn cứ khe xanh của Mỹ với xe tăng Xô Viết, hỏa tiễn, đại bác 152 ly và súng phóng hỏa. Ở đó, họ muốn chuẩn bị trận Điện Biên Phủ của họ cho người Mỹ. Nhưng trận đánh lớn vào khe xanh còn chưa đến. Việt Cộng đến thay vào đó. Từ nhiều tuần, họ đã lẻn vào thủ đô từng 2 người 1 hay 23 người 1. Tổng cộng là 5.000 người. Từ nhiều tuần nay, họ đã chuẩn bị ở khắp đất nước cho một cuộc tiến công của họ. Bây giờ trong điệu vũ và sự náo động của đêm giao thừa, họ tiến công. Họ ẩn núp trong những đống đổ nát và những công trình xây dựng còn thô sơ, chiếm cả nhiều khu trong thành phố, như khu phố người Hoa chợ lớn trong Sài Gòn, biến công sở và chùa thành nơi bắn cho xạ thủ của họ. Ở Đà Lạt, họ tiến công một vị trí đóng quân của quân cảnh Mỹ và chiếm nội thành. Ở Pleiku, họ còn tiếp nhận cả chính quyền tỉnh. Trong khi viên tỉnh trưởng đang thị sát các công sự bảo vệ chống Việt Cộng, thì đối thủ của ông ấy, tỉnh trưởng trong bóng tối của Việt Cộng, đã chiếm lấy tòa nhà của chính quyền. Sụp đổ niềm lạc quan. Việt Cộng tiến quân ở khắp nơi, nhưng tướng Mỹ Westmoreland đánh giá trận tiến công của họ là một thất bại đắt giá và còn khăng khăng thêm một lần nữa, rằng bây giờ cuối cùng Việt Cộng cũng đã hết hơi. Người lính cao cấp nhất của Mỹ ở Việt Nam dường như không thể tưởng tượng được rằng những chiến binh chân đất trong rừng rậm với súng ống cá nhân có thể làm tê liệt cỗ máy quân sự đấy,
cái mà nước Mỹ đã thiết lập ở Việt Nam trong vòng 2 năm rưỡi vừa qua. Quân địch sẽ luôn luôn thất bại, Lyndon Johnson cam đoan với người dân của ông ấy, vì người Mỹ chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ. Và thật sự là quân địch đã mất hàng chục nghìn người trong những năm vừa qua. Những nơi ẩn nấp của họ trong rừng rậm đã bị máy bay ném bom 8 động cơ B-52 và máy bay tiêm kích Phantom nhanh gấp 2 lần âm thanh, tiến công không ngưng nghỉ. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị cháy vì bom napalm. Người Mỹ đếm xác chết, thường hay đếm quá nhiều, và tin rằng đến một quân đội du kích cũng không thể nào chịu đựng nổi những tổn thất như thế về lâu dài. Nhưng tính tình Á Châu và tinh thần cách mạng cộng sản đã kết nối với nhau trong Việt Cộng, trở thành một khối đồng nhất, không thể hiểu được đối với các quốc gia văn minh và không thể làm cho suy yếu được đối với những đoàn máy bay ném bom. Đã có thể nhìn thấy kết thúc của cuộc chiến, tướng Westmoreland hứa hẹn. Sếp của chương trình bình định của ông ấy là Comer đã ca ngợi tiến trình bình định đang diễn ra trong đất nước. 67% của Nam Việt Nam, người Mỹ được giải thích như thế, đã không còn có Việt Cộng nữa. Westmoreland chờ đợi một trận tiến công cuối cùng trong miền Nam. Thế nhưng Giáp, tức là đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta, lại tập trung 40.000 người Bắc Việt Nam trước khai xanh. Người Mỹ phải điều những lực lượng lớn đến biên giới Bắc Việt. Ông Giáp bí mật đưa Việt Cộng của ông ấy vào những chỗ trống. Pháo mừng năm mới cũng là phát súng hiệu của trận đánh tập trung lớn nhất của cuộc chiến. Với lần tiến công vào các thành phố, ông Giáp đã đạt được một chiến thắng chính trị nổi bật. Nó cung cấp bằng chứng cho việc Việt Cộng có thể tiến công bất cứ lúc nào và ở nơi nào mà họ muốn. Họ cho những người nông dân thấy tận mắt rằng sự bảo vệ là đáng nghi ngại cho tới đâu. Sự bảo vệ mà nước Mỹ có thể thực hiện ở nông thôn khi mà chẳng có khả năng giữ được các thành phố. Năm 1946, Hồ Chí Minh của Việt Nam đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn. Có một cuộc chiến giữa hổ và voi. Nếu con hổ chỉ đứng yên trong khoảnh khắc, con voi sẽ dùng ngà húc nó. Nhưng con hổ nhảy lên con voi và xé rách lưng nó mỗi lúc một nhiều hơn, cho tới khi con voi chết vì mất máu. Tướng Giáp của ông ấy nói ít thơ mộng hơn. Kẻ địch đứng trước một vấn đề. Nếu chúng không phân tán lực lượng của chúng ra trên khắp nước, thì chúng không bao giờ có thể chiếm cứ được những vùng do chúng ta kiểm soát. Nhưng nếu chúng phân tán lực lượng ra trên khắp nước rồi, thì chính chúng sẽ gặp khó khăn. Vì địch thủ có thể mạnh hơn chúng ta gấp 10 lần, nhưng khi chúng ta bắt buộc chúng phải giải lực lượng của chúng ra trên khắp nước, thì ở nơi mà chúng ta muốn tiến công chúng ta có thể mạnh gấp 10 lần chúng. Tờ báo Time nổi tiếng của Mỹ số ra ngày 31 tháng 3 năm 2003 nhân kỷ niệm 80 năm tồn tại đã dành một phần đặc biệt viết về những ngày đáng nhớ trong lịch sử nước Mỹ. Trong đó có hai ngày đặc biệt mà nhân dân và quân đội Mỹ không bao giờ quên, đó là ngày 31 tháng 1 năm 1968 và ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong lịch sử chiến tranh thế giới cũng như lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ có một cuộc tiến công đồng loạt, đều khắp và rộng lớn như Mậu Thân năm 1968, đã làm rung chuyển cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, khiến báo chí rất đỗi ngạc nhiên.